Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng đăng mục giữa, Tổng phát hoảng vì sợ nó dã ra. Ông đã làm gì đây? Trên lãnh thổ của Việt Nam, Đảng dùng bộ máy công an khổng lồ để mà truy lùng tiếng nói chỉ trích Đảng, rồi ép các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tiêu diệt tiếng nói phản biện. Nhưng dù có dùng bộ máy tuyên truyền khổng lồ với 800 tờ báo, thì sự thối nát của Đảng vẫn cứ phơi ra như cái thây ma đến lúc bốc mùi hồi thối. Ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản trung kiên, với quyền lực trong tay, ông làm mọi cách để bảo vệ sự tồn tại của Đảng. Chiến dịch đốt lò chính là phương thuốc để chữa những ung nhọt của chế độ. Tuy nhiên, qua gần một thập kỷ đốt lò, người dân thấy rằng ông càng đốt thì tham nhũng càng bùng phát khắp nơi. Lớp sau thay thế lớp trước cũng là một lớp tham nhũng khác. Rõ ràng, ông Trọng không thể tìm đâu ra người cộng sản trong sạch. Ông cho rằng có người cộng sản liêm khiết, nhưng thực tế người cộng sản ở thời đại này thì chẳng ai liêm khiết cả. Đảng Cộng sản quy chụp chủ nghĩa cá nhân là khởi nguồn của tham nhũng. Lòng dân thì chán ghét Đảng là sự thật, bởi quan chức hạch sách dân quá nhiều, ăn của dân quá dơ bẩn và vô cùng bất nhân. Với những doanh nghiệp nhà nước làm cho dân khốn khổ bao lâu nay, người dân đều biết cả, nhưng chẳng mấy ai dám lên tiếng, vì công an thì quá hung hăng và quá bất chấp để đè bẹp những ai dám phản đối. Sự thối nát của chế độ này đang nuôi lớn lòng căm phẫn của toàn dân. Đây là kho thuốc nổ đang ngày một chất đầy thêm. Đến một ngày nào đó, chỉ cần một mồi lửa thì kho thuốc nổ này sẽ nổ tan tành. Át hẳn ông Nguyễn Phú Trọng thấy được vấn đề đó. Ngay cả các quan chức cũng thấy Đảng của họ chẳng tốt đẹp gì cho cam. Họ bám vào Đảng vì Đảng cho họ cơ hội vơ vét tiền của dân để mà làm giàu. Tuy nhiên, với ông Nguyễn Phú Trọng, ông vẫn có lòng tin rằng lý tưởng cộng sản vẫn còn giá trị và ông đang làm mọi cách để khơi dậy cái giá trị ấy. Nhiều năm qua, ông Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc đi nhắc lại sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, cương quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng. Vậy câu hỏi đặt ra là chủ nghĩa cá nhân là cái gì? Là toáng lên rằng chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của quân đội. Thực ra chủ nghĩa cá nhân không xấu. Chủ nghĩa cá nhân nhấn mạnh đến lợi ích của mỗi cá nhân, sự độc lập của con người và tầm quan trọng của tự do và tự lực của mỗi cá nhân. Những người theo chủ nghĩa cá nhân chủ trương không hạn chế mục đích và ham muốn cá nhân. Họ phản đối sự can thiệp từ bên ngoài lên sự lựa chọn cá nhân, cho dù sự can thiệp đó là của xã hội, nhà nước hoặc bất kỳ một nhóm hay một thể chế nào. Như vậy, chủ nghĩa cá nhân đề cao sự tôn trọng cá nhân thông qua việc tôn trọng quyền con người và các quyền tự do thiết yếu dành cho cá nhân như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, tự do lập hội, vân vân. Chủ nghĩa cá nhân về bản chất không xấu, nó chỉ xấu khi cá nhân không có đạo đức, không tôn trọng luật pháp và xâm phạm vào tự do của các cá nhân khác. Thực ra, người cộng sản bài trừ chủ nghĩa cá nhân trong Đảng là sợ những người này ủng hộ quyền con người và các quyền thiết yếu khác dành cho cá nhân, và 100 ngàn triệu người dân Việt Nam nằm trong số đó. Mà khi đảng viên Đảng Cộng sản theo tư tưởng này, thì Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ nhanh chóng. Thực ra, ông Nguyễn Phú Trọng đang rất sợ Đảng tự tàn rã. Ông Nguyễn Phú Trọng đề cao cái gọi là nguyên tắc tập trung dân chủ, tức là đề cao vai trò của tập thể hơn là vai trò cá nhân. Nguyên tắc tập trung dân chủ kiểu cộng sản là nguyên tắc ý đảng là ý vua, bên dưới chỉ biết vâng lệnh. Có hai nguyên tắc bất thành văn. Thứ nhất là đảng không sai, chỉ có cá nhân sai. Thứ hai, nếu đảng sai thì áp dụng nguyên tắc thứ nhất. Đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ và chống chủ nghĩa cá nhân là cách mà Nguyễn Phú Trọng đang làm để mà chống đà thối rữa của đảng. Nhưng thực tế không thể chống lại quy luật này, bởi hiện nay trong đảng đã đầy rẫy ròi bọ, chỉ có thể che đậy bằng tuyên giáo và công an mà thôi. Bất cứ lúc nào nó có thể bùng phát, tan tành cả đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Đảng đang thối rữa, Tổng phát hoảng vì sợ nó dã, ông đã làm gì?
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng để lộ thông tin bắt Lưu Bình Nhưỡng vì ông đứng về phe dân, không bưng bô cho Đảng. Ông Lưu Bình Nhưỡng là đảng viên Đảng Cộng sản. Ban đầu, Đảng trong Lưu Bình Nhưỡng làm đại biểu Quốc hội như là một vật trang trí cho Quốc hội bù nhìn, truyền gật theo ý của Đảng. Việc làm này nhằm hai mục đích. Thứ nhất là đánh lừa dân rằng Quốc hội cũng có ý kiến trái chiều. Thứ nhì là để cho các tổ chức quốc tế thấy rằng Việt Nam cũng có dân chủ. Tuy nhiên, ông Lưu Bình Nhưỡng không phải là người thiếu văn hóa như các quan chức khác trong Đảng. Ông là người có trình độ thật, có lý luận sắc bén khiến cho các nhân vật tai to mặt lớn vuốt mặt không kịp. Thế là mưu hèn kế bẩn đã được vạch ra. Đảng đã phải vội vàng khai trừ ông Lưu Bình Nhưỡng. Đầu tiên, Đảng loại ông Lưu Bình Nhưỡng ra khỏi vai trò đại biểu Quốc hội khóa 15 để ông không còn phát biểu trước nghị trường về những vấn đề gai góc. Tuy nhiên, loại ông khỏi vai trò đại biểu Quốc hội cũng không khiến ông bị chìm. Bởi những vấn đề liên quan tới lập pháp, liên quan đến pháp luật thì truyền thông không thể không tìm đến ông Lưu Bình Nhưỡng để mà phỏng vấn. Có lần, kênh truyền hình VTC News đã phỏng vấn ông Lưu Bình Nhưỡng về việc cho người tham nhũng nộp lại tiền tham nhũng. Ông đã thẳng thừng nói rằng phải phạt, thậm chí là phạt thật nặng, chứ không thể nộp lại tiền rồi lại được miễn tội. Ý kiến này của ông Nhưỡng như một cái tát vào mặt ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người cũng đã ba nhiệm kỳ liền ngồi trên ghế Tổng Bí Thư, hoàn toàn sai với điều lệ Đảng. Những kẻ muốn bịt hẳn tiếng nói của ông Lưu Bình Nhưỡng đã giao cho Tô Lâm dùng mưu hèn kế bẩn với ông, nhưng Tô Lâm không tự ra tay mà giao cho Công an Thái Bình, quê của ông Nhưỡng, thực hiện. Công an Thái Bình không biết gán tội gì cho ông nên ghép đại ông với Cường Quắt, một giang hồ bảo kê khai thác cát. Tuy nhiên, sau khi bắt ông, cả Công an Thái Bình lẫn Viện Kiểm sát Nhân dân Thái Bình đều hết sức lúng túng, không thể giải thích được ông Nhưỡng dính líu đến Cường Quắt như thế nào. Qua đó, công luận phân tích và thấy rõ sự gian trá của nhà cầm quyền. Cho đến nay, nhiệm vụ giải thích thông suốt lý do bắt ông Lưu Bình Nhưỡng đối với Công an Thái Bình là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi có bịa thế nào cũng không hợp lý, cũng đầy lỗ hổng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lưu Bình Nhưỡng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Tại kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 vừa qua, nhận lệnh của ông Tổng, ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban đã đưa ông Lưu Bình Nhưỡng lên thớt với quyết định khai trừ ông Nhưỡng ra khỏi Đảng. Do đó là do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đấy là cách nói theo ngôn ngữ của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn nếu theo ngôn ngữ của dân thì ông Lưu Bình Nhưỡng bị Đảng Cộng sản khai trừ khỏi Đảng vì dám đứng về phía nhân dân. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định là vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện trách nhiệm và nhiệm vụ được giao. Không biết Đảng kết luận ông Lưu Bình Nhưỡng không hoàn thành nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ gì? Phải chăng đấy là nhiệm vụ phải gật theo ý Đảng và phải nói hùa theo ý kiến của lãnh đạo? Bởi ông Nhưỡng không chỉ một lần làm ông Tổng Bí Thư bẽ mặt vì rốt luật, mà còn va chạm nảy lửa với công an ngay trên nghị trường của Quốc hội và được truyền hình trực tiếp khắp cả nước. Nếu nhận xét theo góc nhìn của Đảng thì sẽ thấy ông Nhưỡng bướng không chịu gật, không chịu hùa theo Đảng. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn khẳng định rằng ông Lưu Bình Nhưỡng được xác định vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, nhưng sau đó vào ngày 26 tháng 12, Công an Thái Bình không khởi tố bổ sung tội danh này mà lại khởi tố ông Nhưỡng về tội lợi dụng chức vụ để trục lợi hàng trăm nghìn USD. Ông Tổng Bí Thư già nua Nguyễn Phú Trọng quyết quét ra khỏi Đảng những người dám đứng về phe dân. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra có nhận xét rằng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước. Có lẽ đây là câu nhận xét thật của họ. Nếu ông Nhưỡng tung hô ông Tổng thì ông Tổng đâu bị dư luận chê là rốt luật đến như thế. Ông Nhưỡng đã làm mất mặt Đảng, mất mặt
ông Tổng Bí Thư là sự thật. Còn những lý do chẳng hạn như cưỡng đoạt tài sản hoặc là dính tới Cường Quắt càng ngày càng lộ ra là các lý do ngụy tạo. Lý do chính xác là ông Dưỡng không chịu bưng bồ cho đảng, cho lãnh đạo mà lại đứng về phía về của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Đảng để lộ thông tin bắt Lưu Bình Nhưỡng vì ông đứng về phe dân không bưng bồ cho đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.